Đây không phải là con zombie đuối nước đâu, mà là một Mammoth, một loài sinh vật mới. Các bạn có thể xem chúng như những con dân làng, nhưng dân làng này ở dưới đại dương, khác biệt là ở chỗ chúng có thể thở dưới nước. Cái này thì tất nhiên là phải có rồi, đặc biệt là chúng có một cái nội tại, có thể miễn sát thương từ những cây đinh ba. Nhưng các bạn cũng đừng tấn công chúng làm gì, thay vào đó chúng ta có thể giao dịch một cách hòa bình, đôi bên cùng có lợi. Cụ thể là bạn có thể sử dụng lưu ly, ảnh lăng trụ biển, hoặc thậm chí là kim cương để trao đổi. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận được những thứ quý hiếm, ví dụ như là mấy cõi sâu thẳm này. Các bạn cũng có thể chế tạo ra một bộ giáp mới từ thứ này, giúp chúng ta miễn nhiễm với hiệu ứng đào chậm từ một con giám hộ cao niên. Hoặc là cái ly này, hay còn được gọi là chiếc cốc của nàng tiên cá, giúp cho chúng ta có thể thở được dưới nước khi cầm nó trên tay. Nhưng đối với Bon thì vật phẩm thú vị nhất chính là chiếc xô này. Và tại sao lại như vậy? Nếu các bạn cũng tò mò muốn biết thì hãy nhấn like và đăng ký, rồi sau đó Bon sẽ nói cho các bạn biết nha. Chắc chắn là thứ này không giống với một chiếc xô bình thường rồi, mà nó có thể chứa được một nguồn nước vô hạn, giúp chúng ta có khả năng nhấn chìm cả thế giới trong nước cực kỳ dễ dàng luôn. Nên là nếu có gặp thì hãy nhớ rằng